hé lộ nguyên nhân cái chết đau đớn của nữ danh ca Ngọc Lan. Danh ca Ngọc Lan, tên thật là Lê Thanh Lan, sinh năm 56 tại Nha Trang. Năm 1980, cô sang Hoa Kỳ định cư tại vùng Minnesota. 2 năm sau ngày di dân, Ngọc Lan bắt đầu sự nghiệp ca hát. Cô lấy nghệ danh là Ngọc Lan vì tên thật của cô, trùng với tên một nữ danh ca khác là ca sĩ Thanh Lan rất nổi tiếng. Là một nữ ca sĩ lừng lẫy, song ít ai biết thời điểm khi mới bắt đầu ca hát, Ngọc Lan từng có ý định bỏ nghề vì cảm thấy chất giọng của mình quá mỏng. Dây thanh quản không cho phép cô hát quá nhiều, Ngọc Lan thậm chí còn muốn đi bán hamburger để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Nhờ sự khích lệ của người thân, bạn bè, Ngọc Lan có đủ quyết tâm theo đuổi ca hát. Và chúng ta mới có một nữ danh ca độc nhất vô nhị như thế. Chất giọng ngọt ngào đượm một nỗi u buồn rất tự nhiên của Ngọc Lan, rất lý tưởng để thể hiện những bài hát trữ tình. Ngọc Lan rất thành công khi thể hiện những ca khúc nhạc pháp nhẹ nhàng, tinh tế và đậm một chất buồn lãng mạn. Ngọc Lan còn là nữ ca sĩ đi tiên phong trong việc làm MV và nắm giữ kỷ lục có nhiều lời mời thu âm nhiều nhất với 700 bài hát. Thời vàng son, Ngọc Lan được mời đi lưu diễn liên tục ở khắp nơi trên thế giới. Ở bất kỳ đâu có cộng đồng người Việt sinh sống, những chuyến lưu diễn của nữ danh ca này luôn được đông đảo khán giả Việt chào đón. Đỉnh điểm là chuyến lưu diễn 3 đêm của cô vào năm 90 tại hai thành phố Úc, Melbourne và Sydney, phá kỷ lục vì hơn 8 năm qua chưa có show nào có số lượng khán giả lớn đến vậy. Cả ngàn người phải đứng nghe Ngọc Lan hát vì sức chứa của nơi biểu diễn bị quá tải. Sâu sắc và dễ xúc động khi giao cảm với cuộc đời, Ngọc Lan gợi người ta nhớ đến nhân vật Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Tâm hồn mong manh, dễ tan vỡ lại gặp nhiều lận đận chân chuyên về tình duyên. Mối tình đầu không thành khiến Ngọc Lan khóc cạn nước mắt. Hồi tưởng lại kỷ niệm với Ngọc Lan, nữ MC Kỳ Duyên bồi hồi kể: "Chị Lan đi đâu, không chỉ tôi mà tất cả anh chị em nghệ sĩ đều phải xúm vào lo cho chị ấy. Trong một chuyến bay lúc chị Lan vừa trình diễn xong rất thành công trước hàng ngàn khán giả ái mộ, hai chị em cùng ngồi hàng ghế đầu rất sang trọng, nhưng suốt chuyến bay chị ấy chỉ khóc sướt mướt thôi. Chị khóc nhiều đến nỗi có ông tiếp viên phải lấy khăn y tế đưa cho chị ấy và nói: một người phụ nữ đẹp như cô không nên khóc nhiều như thế." Khi sự nghiệp vẫn ở đỉnh cao, Ngọc Lan xuất hiện thưa dần, giọng hát cô cũng thiếu chiều sâu, rồi Ngọc Lan biến mất hẳn. Những lời đồn đại ác ý nổi lên, người ta đồn cô tự tử vì thất tình, đã mang bầu sinh con, bị tê liệt cả người, bị chơi ngải nên điên loạn. Ngọc Lan giã biệt cõi trần khi chỉ mới 44 tuổi. Cô ra đi sau một thời gian bị bệnh tật dày vò. Ngọc Lan mắc chứng bệnh hiếm gặp là bị xơ cứng bì, bị đau đớn dày vò, phải chịu đựng biến chứng mù mắt. Bệnh tật khiến Ngọc Lan phải giã từ sự nghiệp và sau cùng là giã biệt cuộc đời. Nhiều người sẽ còn mãi ám ảnh với khoảnh khắc cuối cùng của Ngọc Lan trên sân khấu. Với đôi mắt gần như mù lòa vì bệnh tật, Ngọc Lan ra đi đã 16 năm nhưng nhan sắc và giọng hát của cô vẫn còn ở lại trong tim nhiều người hâm mộ. 72 tuổi, cuộc sống của nữ hoàng cải lương Lệ Thủy hiện ra sao? Lệ Thủy thừa nhận mình may mắn vì nổi tiếng từ khi còn rất trẻ. Năm 16 tuổi, Lệ Thủy đạt huy chương vàng giải Thanh Tâm, giải thưởng danh giá nhất ở lĩnh vực cải lương trong thập niên 50-60. Nhờ giọng hát được ví như chuông ngân cùng vẻ ngoài xinh xắn kiều diễm của một cô đào hát, Lệ Thủy nhanh chóng được đưa lên vị trí đào chánh, show diễn liên tục cùng mức cachet cao. Tuy nhiên, thời điểm hoàng kim của tên tuổi cũng là lúc Lệ Thủy đối diện với loạt biến cố mà mỗi khi nhắc lại cô vẫn thấy rùng mình. Sáng mùng 2 Tết năm 68, trong lúc cả gia đình bà đi vắng, ngôi nhà bất ngờ bốc cháy, thiêu rụi hoàn toàn những vật dụng giá trị trong nhà. Hai hôm sau tôi mới về nhà, thấy mọi thứ đều cháy rụi, cả gia tài của nhà tôi không còn gì. Toàn bộ đồ diễn, gia tài đi hát của tôi cũng không. Nhưng cũng may lúc đó tôi vừa ký hợp đồng đi hát trước Tết, nên trong người còn vài trăm đồng, mới đi mượn thêm tiền để sửa sang lại. Nữ nghệ sĩ chia sẻ, điều không may, khi thời điểm ấy, biến cố lịch sử xảy ra, khiến nhiều đoàn cải lương không được biểu diễn trong thành phố. Nhà cửa tài sản không còn, bản thân nghỉ hát, Lệ Thủy buồn rầu, định giải nghệ chuyển sang buôn bán nhỏ, nhưng rồi không thực hiện được. Bẵng đi một thời gian, ông bầu dàn dựng lại gánh hát, kêu gọi các nghệ sĩ trở về đoàn biểu diễn. Lệ Thủy theo mọi người về các tỉnh miền Trung lưu diễn suốt 2 năm, song cũng chính giai đoạn này tên tuổi của bà lại rơi dần vào lãng quên khi khán giả Sài Gòn lúc ấy đã dành sự chú ý đến một cái tên mới nổi khác, nghệ sĩ Mỹ Châu. Tôi đến hãng đĩa Việt Hải để thu vở Lá Trầu Xanh nhưng bị đẩy xuống vai phụ, Mỹ Châu được thu vai chính, trong khi đó bình thường tôi được vào vai chính, Lệ Thủy nhớ lại. Từ đào chánh bị đẩy xuống đào phụ, thậm chí đã làm nền cho lớp đàn em sau mình, Lệ Thủy chán nản, bật khóc nức nở vì không cam lòng. Hồi đó tôi mới 21 tuổi, còn nhỏ nên mới ganh tị với Mỹ Châu vì thấy cô ấy được cưng chiều hơn. Tôi không biết làm thế nào nhưng vẫn phải đi thu, vì nếu không như thế sẽ không ai biết tôi đã về Sài Gòn. Tôi kiên nhẫn lắm, chấp nhận đóng vai phụ để được khán giả biết tới, chứ không vì cái tự ái của mình mà bỏ không đóng. Mất 2 năm phấn đấu, Lệ Thủy dần nhận lại sự quan tâm của khán giả và vị trí trong nghề. Từ thời điểm đó, bà tự nhủ với lòng dù có thế nào cũng phải trân trọng và giữ gìn danh tiếng bản thân như một sự đền đáp với ông trời và công chúng. Ngày xưa chúng tôi cạnh tranh nhau từng chút, nhưng cạnh tranh bằng năng lực chứ không thù ghét hãm hại nhau gì hết, nghệ sĩ nhân dân chia sẻ.
Ở tuổi 72, Lệ Thủy có cuộc sống viên mãn bên cạnh chồng và các con cháu. Bà chưa bao giờ đặt tâm thế mình là một người nghệ sĩ khi làm vợ, làm mẹ. Ở ngoài có giai đoạn cái tên Lệ Thủy nổi tiếng đình đám. Bà bỏ hết những điều đó sau gót chân. Tôi nghĩ vợ chồng trong cuộc hôn nhân như một tổ chim. Trong đó người vợ phải biết vun vén, có trách nhiệm chăm lo cho gia đình thì cái tổ ấm ấy mới được lâu dài. Điều quan trọng nhất, theo tôi, người vợ nên đặt vị trí của mình thấp hơn chồng một chút. May mắn của tôi là còn có gia đình, có chồng con bên cạnh. Tôi tạm dùng từ viên mãn để hình dung. Dĩ nhiên con người ai cũng có những phút giây tiếc nuối hay hạnh phúc. Đối với tôi, hiện tại điều quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là sức khỏe. Bà bảo ngoài căn bệnh gai cột sống, thỉnh thoảng trái gió trở trời bị đau nhức, còn lại tim mạch hay mấy căn bệnh người già khác may mắn vẫn ổn. Và tuổi càng lớn, sức khỏe càng yếu nên bà cũng không chủ quan. Thời trẻ, xông pha lưu diễn rong ruổi dài ngày, ăn cơm hàng cháo chợ không biết mệt, nhưng bây giờ Lệ Thủy đi đâu cũng có người tháp tùng, kèm theo đó là các loại thuốc phòng bị mới yên tâm ra khỏi nhà. Nhìn lại đời mình, tôi thấy vinh dự vì từ khi sinh ra lớn lên và già đi như hiện tại đều được sống trong tình thương của khán giả. Tôi trân trọng những tình cảm đó nên dù xa xôi cực khổ thế nào cũng ráng lặn lội đi gặp gỡ khán giả của mình, hát cho họ nghe. Lệ Thủy chia sẻ. Danh ca Họa Mi hé lộ cuộc sống ở tuổi 67. Họa Mi được các con ủng hộ về Việt Nam làm nghệ thuật để thỏa nỗi nhớ nghề. Theo tiết lộ, các con của nữ danh ca đã lớn và có cuộc sống riêng, nên bà không phải lo lắng. Danh ca Họa Mi trở thành giám khảo trong tập 10 Hãy Nghe Tôi Hát, với nhạc sĩ, chủ đề là Từ Công Phụng. Là người có hàng chục năm đi hát và nhiều lần trình diễn những sáng tác của nhạc sĩ, nữ danh ca đánh giá, nhạc của Từ Công Phụng khá kén chọn ca sĩ. Hầu hết các ca khúc của ông đều viết với quãng giọng rộng, đòi hỏi người thể hiện phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt mới có thể xử lý tinh tế giai điệu cũng như truyền tải hết tình cảm trong những lời ca đẹp như thơ ấy. Ngay cả ở hải ngoại, nhiều người cũng không dám hát. Họa Mi rất thích hát tình ca, đặc biệt là của Từ Công Phụng. Tuy nhiên một số bài bà không dám trình diễn bởi không phải bài nào của anh tôi cũng hát được. Tôi phải chọn những bài nhạc phù hợp nhất với chất giọng của mình như Trên Ngọn Tình Sầu. Ngày trước mỗi khi hát bài của anh, tôi phải bật băng để nghe anh hát mẫu, học kỹ lời, đặt tâm hồn vào bài hát. Cũng theo danh ca Họa Mi, ca sĩ khi hát nhạc Từ Công Phụng phải suy ngẫm nhiều, bởi nam nhạc sĩ quan niệm làm âm nhạc là phải chú trọng cả nhạc lẫn lời, nhạc hay cuốn hút, lời phải đẹp và ý nghĩa. Tôi hâm mộ bởi anh là một nghệ sĩ có tài, viết ra những bài ca có lời văn chương bóng bẩy ấy. Ngoài việc là một nhạc sĩ, anh còn hát rất hay. Nữ danh ca bộc bạch, ngẫm về lời nhạc của Từ Công Phụng với những câu chuyện tình yêu, danh ca Họa Mi thổ lộ. Ai trong chúng ta cũng có những kỷ niệm đọng lại trong tâm hồn khi mà cuộc tình không được trọn vẹn. Chúng ta say sưa với những bài hát có cùng nỗi lòng để làm vơi bớt những khổ đau. Tình yêu không trọn vẹn, có những cái đẹp rất riêng. Khoảnh khắc thời gian gặp gỡ nhau và khi xa nhau đều để lại trong ký ức của mình những hình ảnh đẹp. Hạnh phúc của tôi đôi khi đồng hành với khổ đau. Nếu mà không có những chia lìa, không có những đớn đau thì mình đâu có hiểu được định mệnh. Cuộc đời danh ca Họa Mi tuy lắm vất vả, gian truân nhưng bà may mắn gặp được hai người đàn ông tử tế. Một người không thể cùng chị đi hết đoạn đường còn lại, nhưng lại là người bạn tri kỷ trong âm nhạc, luôn ở bên cạnh động viên giúp đỡ bà, đó là chồng cũ Lê Tấn Quốc. Người còn lại chính là người chồng Việt Kiều, có trái tim đầy bao dung vị tha, sẵn sàng cùng chị nuôi dưỡng ba đứa con riêng. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, nữ danh ca nói, ba người con của bà đều trưởng thành, lập nghiệp và kết hôn ở Pháp. Chính các con là người động viên Họa Mi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật để thỏa nỗi nhớ nghề. Giọng ca sinh năm 1955 chia sẻ, các con đều lớn và có cuộc sống riêng nên bà không phải lo lắng nhiều. Ngoài Họa Mi, ca sĩ Vân Khánh cũng góp mặt trong chương trình Hãy Nghe Tôi Hát và có những chia sẻ về âm nhạc của Từ Công Phụng. Cô nhận xét nhạc của ông có ca từ đẹp, sâu sắc và tin rằng các ca sĩ trẻ sẽ thổi làn gió mới cho các sáng tác của người nhạc sĩ tài năng. Tập 10 Hãy Nghe Tôi Hát với sự xuất hiện của danh ca Họa Mi, Vân Khánh ở hàng ghế giám khảo, dự kiến lên sóng lúc 21 giờ. Trên kênh truyền hình Vĩnh Long ngày 26 tháng 5, đêm thi là màn tranh tài của ba thí sinh Đào Kỳ Anh, Lê Thái Sơn và Lý Thu Thảo.